Dạ vâng, từ Gỗ Nghe Đồng chúng em xin gửi lời chào đến anh chị đang theo dõi video này của bên em. Hôm nay chúng em đưa lên một tuyệt phẩm, đây là một bình mai chất liệu gỗ hương, một tác phẩm cực kỳ là đẹp, tuyệt vời của bên em. Tác phẩm này có chiều cao là 78, chiều ngang 40 và chiều sâu là 32, chiều sâu 32 anh chị nhé. Đường kính của tác phẩm này, đường kính bình của tác phẩm này là 27 này. Em đang giao lưu với anh chị tác phẩm này với giá chỉ là 6 triệu đồng thôi nhé. 6 triệu đồng thôi, em bao vận toàn quốc cho anh chị cái tác phẩm này này. Tác phẩm cực kỳ là tuyệt vời, cực kỳ là kênh bông và cực kỳ sắc nét anh chị ạ. Đấy, những cánh mai của cánh hoa mai của bên em này làm rất là mềm mại này. Đấy, chi tiết nhỏ này, nụ này, nhụy này bên em làm rất là cẩn thận anh chị nhé. Moi móc rất là khe, rất là kỹ lưỡng các cái khe kẽ này. Đấy, những chú chim này rất là đẹp rồi. Đấy, chú chim trên cành díu diết đây rất là đẹp anh chị ạ. Đấy, em nhìn chị nhìn này, một cái tổng quan của tác phẩm này. Ở trên bình đây chúng em cũng gắn một cây lan hồ đẹp, rất là đẹp, một phôi gỗ là gỗ rất là già với chị, gỗ tuyển chọn của em nhé. Đấy, em đang quay một vòng cho chị cùng ngắm nhìn cái đường kính bình này. Đấy, và ngắm nhìn được cái cây mai này. Đấy, cây mai này đục tứ diện này. Đấy, những tán nó xòe ra đều ra hai bên. Đấy, tán xòe đều ra hai bên đây là rất là đẹp này. Đấy, mà để chế tác ra những tác phẩm bình mai như này thì cũng mất rất là nhiều thời gian, mất rất là nhiều công sức anh chị nhé. Đấy, chế tác ra cái tác phẩm này. Đấy, những cái phần da bên em làm cái phần ngoài này như da cây như là thật luôn này. Đấy, làm nó sần sùi như là thật đấy chị ạ. Những cái thế mai thế này thì đúng là chỉ có những cái nghệ nhân chuyên chế tác ra những cái bình mai. Nên là những cái tác phẩm của bình mai nhìn là rất là mềm mại, rất là có hồn, rất là có sức sống nhé. Đấy, chiều cao 78 này, ngang 40 và sâu là 32 triệu. Đường kính của bình này là 27 này. Đấy, em đang giao lưu tác phẩm này với giá chỉ là 6 triệu đồng thôi, em bao vận toàn quốc cho anh chị nhà mình nhé. 6 triệu em bao vận toàn quốc cho anh chị rồi. Đấy, đế của bình, đế bình là bên em cũng đã để một cái phần nó như là một cái kỷ đây để nó giữ thăng bằng cho cái đế này. Đấy, giữ thăng bằng cho cái đế này nên là tác phẩm này rất là cân đối này. Phôi gỗ nó sẽ phải tốn hơn một chút anh chị ạ. Tốn hơn một chút nhưng chúng em giao lưu với anh chị cái tác phẩm này với giá là tại xưởng anh chị nhé. Giá tại xưởng nên anh chị nhà mình sở hữu cái tác phẩm này với cái giá là cực kỳ là mềm mại, cực kỳ là yêu thương anh chị ạ. Tác phẩm hết sức tâm đắc, hết sức là tuyệt vời này. Đây, em đang để đây để giao lưu với anh chị. Đây, em đang quay rất là gần, rất là chậm anh chị nhé, cho anh chị nhà mình thưởng lãm này. Ok không này? Quay rất là gần rồi nhé. Đây, tượng gỗ Nguyễn Hồng chúng em địa chỉ thì ở quốc lộ 38 làng nghề nổi tiếng Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương. Số điện thoại hotline quen thuộc là 0987336318 này và 0966336318 nhé. Và anh chị kết bạn Zalo với bên em này. Và nhớ ấn vào đăng ký của bên em để cập nhật những tác phẩm mới nhất của bên em đưa lên này để giao lưu với anh chị nhé. Và em xin kết thúc video này tại đây. Em hẹn gặp lại anh chị tại những video lần sau.